Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với phần 3 trên 20 của chương trình học tiếng Hoa 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin mời mọi người chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu 201. 请问这件衬衫多少钱? Qǐngwèn zhè jiàn tôi Xin hỏi chiếc áo sơ mi này bao nhiêu tiền vậy? Câu 202. Trơ chen 150 khoai chén. Trơ chen 150 khoai chén. Chiếc này là 150 đồng. Câu 203. Trơ trùng sữa của 多少 chén 1 cung chín? Trơ trùng sữa của 多少 chén 1 cung chín? Loại trái cây này bao nhiêu tiền 1 kg vậy? Câu 204. Ta tờ sư sữa khoai xẻo tơ san sứ khoai ta tờ sư sứ khoai xẻo tơ khoai loại lớn 40 đồng loại nhỏ 30 đồng câu 205 trơ trùng sĩ của thiện bú thiện à? trơ trùng sĩ của thiện bú thiện à? loại trái cây này có ngọt không câu 206 hình thiện nín sáng sang bà hình thì nín sáng ra bà rất ngọt anh ăn thử đi hoặc là anh dùng thử đi ạ à. câu 207 trăm lẻ trùng phiến của thái quê là phiến gì ý điển ba trơ trùng phiến của thái quê là phiến gì ý điển ba loại táo này mắc quá bớt một chút đi hoặc là bớt chút đỉnh đi câu 208 trăm xiển

7 điểm ban tại công sư chén chỉ hở, 3 điểm chuẩn phá. 7 điểm ban tại công sư chén chỉ hở, 3 điểm chuẩn sử phá. 7 30 tập trung ở trước công ty, đúng 8 giờ thì xuất phát. Câu 211 Miễn thêm xa vụ chỉ tiền của mình hủy lại. Miễn thêm xa vụ chỉ tiền của mình huệ lại mấy giờ chiều ngày mai thì chúng ta trở về. Câu 212. Giao sư bu tủ chớ, sư tiền ban chiêu nứng hủy tao cung sư là. Giao sư bu tủ chớ, sư tiền ban chiêu nứng hủy tao cung sư là. Nếu không kẹt xe thì 4 giờ có thể về đến công ty rồi. Câu 213. Chỉnh quên nì giao sở mò. Xin quên, xin hỏi bạn tên gì? lãnh phán. lãnh phán. tôi tên Lan Phương. Câu 215, ni bạn họ gì? Câu 216, Ồ xin trang. trang. tôi họ trương. Câu 217, 请问你叫什么名字?请问你叫什么名字? xin hỏi họ tên của bạn là gì có thêm từ miễn dưa với đằng sau vào thì chúng ta dịch là họ tên tức là muốn hỏi đủ cả họ lẫn tên Trang Lãnh Phán. Trang Lãnh Phán. tôi tên Trương Lan Phương câu 219 chín. Rất vui được quen biết anh. Rất vui Rất vui được quen biết anh. Rất vui là quen biết anh. Rất vui là Rất vui Câu 220. Rất vui được quen biết anh. Rất vui là quen biết anh. Tôi cũng rất vui được quen biết anh. Hoặc là quen biết anh tôi cũng rất vui. Câu 221. Xin quên niễn quê xin quên niệm quê xin hỏi quý tánh của anh là gì quý tính tức là xin hỏi cái họ quý của anh là gì người trung quốc khi hỏi trịnh trọng thì người ta sẽ hỏi họ chứ không hỏi tên và trong trường hợp người ta hỏi như thế mình cũng trả lời họ hòa xin quảng. hòa xin quảng. tôi họ vương quảng xin sơn trình chiên quảng xin sơn trình chiên ông vương xin mời vào thì mình dịch là xin mời ông vương vào Xê ơn anh. Câu 225 Chỉnh quên thá sư mi sú má Chỉnh quên thá sư mi sú má Xin hỏi chị ấy là thư ký phải không? Câu 226 Tuê thá sư wò mi sú Tuê thá sư wò mi Vâng, chị ấy là thư ký của tôi. Câu 227 Câu 227

Xin quên, trơ Xin hỏi đây là sách gì? Trơ sơ trung quẩn xu. Trơ sơ trung quẩn xu. Đây là sách tiếng Hoa hay là sách tiếng Trung gì đó cũng được. Câu 231. Na sơ trung quẩn xu ma. Na sơ trung quẩn xu ma. Đó là sách tiếng Hoa phải không? Câu 232. Bố sơ na sơ yên quẩn sơ không phải đó là sách tiếng anh câu hai trăm ba mươi ba xin quên na quên na xin hỏi đó là ai vậy câu hai trăm ba mươi bốn na vô na đó là bạn tôi câu hai trăm ba mươi lăm thái quan rịnh ma Tha sư thải ma Anh ấy là người Đài Loan phải không? Sư Tha sư thải quán rỉnh Sư Tha sư Thái quán rỉnh Vâng, anh ấy là người Đài Loan Câu 237 Chỉn quên sĩ si hoan khăn quên ní sĩ hoan khan Xin hỏi anh thích xem sách không? Câu 238 Sĩ hoan Sĩ hoan 我是个书呆子。喜欢，我是个书呆子。thích tôi là một con mọt sách mà xu tai chưa là mọt sách tức là cái người rất là đam mê đọc sách nghiện sách câu hai trăm ba mươi chín nì rên sư na cơ rện ma nì rên sư na cơ rện ma rên sư là quen biết anh có quen biết cái người đó không câu hai trăm bốn mươi rên sư rên sư quen

con bạn. Câu 247. Wǒ xǐ huán hǔng sè hě huáng sè. Wǒ xǐ huán hǔng sè hě huáng sè. Tôi thích màu đỏ và màu vàng. Câu 248. Nǐ de chē shì Nǐ de chē shì shénme yán de? Xe của bạn là màu gì vậy? Câu 249. 我的车是黑色的我的车是黑色的.我的車是黑色的. xe của tôi là màu đen câu 250你的车是新的还是旧的你的车是新的还是旧的 cái xe của bạn là xe mới hay là xe cũ vậy câu 251 xe旧的可是很好用 xe旧的 可是很好用,是旧的,可是很好用 là xe cũ nhưng dùng rất tốt. Câu 252. Nì phản chén lì dù tên sư chi mà. Nì phản chén lì dù tên sư chi mà. Trong phòng của bạn có tivi không? Câu 253. Dù ý thải. Dù ý thải có một chiếc. Câu 254. Sư xin đà hải sư chiêu đà. Sư xin đà hải sư chiêu đà. Là tivi mới hay là tivi cũ vậy? Câu 255 Sư xin đà Sư xin đà Là TV mới Câu 256 Ní xì si hoan hơ sở si mò Ní xì hoan hơ mò Bạn thích uống gì? Câu 257 Wó xì si hoan hơ níu nại Ní ná Wó xì si hoan hơ níu nại Tôi thích uống sữa bò Còn bạn? Câu 258 Wó xì si hoan hơ nài chả Câu

Câu 261 trăm thiên nỉ lê thiên lê ma Hôm nay bạn có mệt không? Câu 262 trăm sáu mươi hai là Tôi thực sự quá mệt luôn Câu 263 trăm sáu cha ba bà cha si Cũng có thể nói là siêu sĩ si, Nì siêu si Bạn về nhà nghỉ ngơi đi Câu 264 Câu 264 bèo cớ choa bèo anh họ của bạn làm nghề gì bèo cớ là anh họ nhưng mà bên ngoài ví dụ như là con của gì hai con của cậu câu 265 tha sư cú rểnh tha sư anh ấy là công nhân làm việc ở một nhà máy câu hai trăm sáu mươi sáu xin quên sẽ xeo lì quay của sư ma quên lì quay của lão sư ma xin hỏi trong trường của bạn có giáo viên nước ngoài không câu hai trăm sáu mươi bảy dù sẽ xeo lì dù hình tố quay của lão sư dù sẽ xeo lì dù tố quay của sư có trong trường tôi có rất nhiều giáo viên nước ngoài câu hai trăm sáu mươi tám Sẽ xeo lì dù duyên tung sàng má Sẽ xeo lì dù duyên tung sàng má ở trong trường có sân vận động không câu hai trăm sáu mươi chín Sẽ xeo lì dồ dĩ cơ ta duyên tung sàng Sẽ xeo lì dồ dĩ cơ ta duyên tung sàng trong trường có một sân vận động lớn câu hai trăm bảy mươi xin quên nỉ huy dùng má xin quên nỉ huy dỗ dùng má Xin hỏi bạn biết bơi không? Câu 271 Huê, khờ sư vô dỗ tơ bố thai họ Huê, khờ sư vô dỗ tơ bố thai họ Biết, nhưng mà tôi bơi không giỏi lắm Câu 272 Nì huê tà phải chiếu ma Nì huê tà phải chiếu ma Bạn biết chơi bóng chuyền không? Phải chiếu là bóng chuyền Câu 273 Bố huê, vô trừ huê tà hoàng chiếu bố huê, bố trừ huê tả hoàng chiếu, không biết, tôi chỉ biết chơi tennis thôi. Câu 274 Chính thêm xa Chiều hôm nay tôi đi nhà sách, bạn cùng đi với tôi được không? Hoặc là bạn đi với tôi được không? Câu 275 họ à, Nhi Hậu <laughs> à, nì giáo mài sớm mà xuống. Được ạ, à, hoặc là được Bạn muốn mua sách gì vậy? Wo giáo mài y bình Khang viên sử tiền Wo giáo mài y bình Khang viên sử tiền Tôi muốn mua một quyển từ điển Hán Anh Khang viên sử tiền là từ điển Hán Anh Câu 277 Chuyện quên sư quên sư Xin hỏi anh là trưởng xưởng phải không?

đi làm hay là vào ca gì đó thì tùy chỗ mình dịch. Chỉ đến xe ban, chỉ đến xe ban, mấy giờ tan ca hoặc là mấy giờ ra về. Xe ủ 5 tiền, xe ủ ủ tiền, 5 giờ chiều. Câu 283 Miễn sư sân rơ, chính đi lại vò sư hoàn phan. Miễn thiên sư sân rơ, chính đi lại sư hoàn phan. Ngày mai là sinh nhật của tôi, Mời bạn đến nhà tôi dùng cơm tối nhé. Câu 284. Hậu à, chỉ điện. Hậu à, chỉ điện. Vâng ạ, à, mấy giờ? Quản sang chỉ điện. Quản sang chỉ điện. 7 giờ tối. Câu 286. Chỉnh quên, nì gia dù chỉ khổ rỉnh. Xin quên, nì gia dù chỉ khổ rỉnh. Xin hỏi nhà bạn có mấy người? Câu 287. Hòa gia dù ba bà, Mama, mà, cơ cơ, chê chê, y ngủ cơ rỉnh. nhà mà cơ y cơ tôi có tổng cộng 5 người. Bố, mẹ, anh chị và tôi. Câu 288. Xeo quảng, nì cho Bạn Vương à, bạn có biết làm cơm hoặc là bạn biết nấu cơm không vậy? Huy,可是我做得不太好吃. <laughs> Huy,可是我做得不太好吃. <laughs> <laughs> biết nhưng mà tôi làm không ngon lắm. Câu hai trăm chín mươi Này má Mẹ của bạn là đầu bếp, bà không dạy cho bạn à. Câu hai trăm chín mươi mốt Này chẳng chứa dẹo xéo mà?

mấy giờ thức dậy hoặc là thức dậy lúc mấy giờ. Câu 294, bu yi tiên, ba tiền chiếu tiền, tha xì khoan suy lản chào. Bu yi tiên, ba tiền chiếu tiền, tha xì khoan suy lản chào. À, cũng không có nhất định nữa, 8 giờ, 9 giờ gì đấy. Cậu ấy thích ngủ nướng, suy chào là ngủ, suy lản chào là ngủ nướng. Câu 295, sen dài sử y tiền tố là, sen dài sử y tố là, 我们去外边吃点东西吧.我们去外边吃点东西吧. Bây giờ là hơn 11 giờ rồi, chúng ta ra bên ngoài ăn một chút gì nhé. Câu hai trăm chín mươi sáu. à, phu Được đấy, gần đây có một cái nhà hàng chúng ta đến đó ăn đi câu 297 căn sải của cái ni tả tiến hóa là ní chậm mà bút hóa nè căn sải của cái ni tả hóa là ní chậm mà là lúc nãy hồi nãy lúc nãy tôi gọi điện thoại cho bạn ní chậm tại sao bạn chậm chỗ này bằng với chậm tại sao bạn không nghe điện thoại vậy Nhi tả hoa cho phát

ủa chú trai phụ mù cha trai ti chi tôi sống ở nhà của bố mẹ mình giải thích tên là tại quận 7 trai ti chi ở quận 7 và đến đây mình xin kết thúc phần 3 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi các bạn đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những cái video clip mà mình post lên sau này chúc mọi người học vui nhé